xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của kênh truyền thông Việt Vision. Kính thưa bạn, một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại có dịp gặp anh Trần Siêu, một gương mặt phải nói là rất xông xáo trên mặt trận chống phản động ở ngoài thực địa, cũng như phản bác luận điệu sai trái lên án vạch mặt hành vi chống phá nhà nước ở trên mạng xã hội. Anh Trần Siêu ơi, thời gian vừa qua thì anh có thấy cái hiện tượng mà sau khi một loạt các bọn chống phá dân chủ quậy bị bắt thì một số cái giáo sĩ công giáo, đặc biệt là ở giáo sư Thái Hà, thì họ thường xuyên có các cái buổi tổ chức cầu nguyện với cái tên gọi mỹ miều là đòi hòa bình này, công lý này, nhân quyền này cho Việt Nam, và đặc biệt là gì, công lý cho nào là Lê Đình Kình này, rồi lại Cấn Thị Thêu và các con Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương. Thì anh có ý kiến gì về cái hiện tượng này, một hiện tượng mà có vẻ không bình thường lắm với một cơ sở tôn giáo, thưa anh? Thì xin chào khán giả Việt Vision. Tôi là Trần Siêu ở trên kênh Trần Siêu Hà Nội. Hôm nay thì anh em chúng tôi có gặp nhau ở đây thì cũng muốn làm một cái video ngắn để nói chuyện với anh chị em, về các bạn, về vấn đề coi như là một số những thành phần dân chủ đang chống phá đất nước ở đất nước ta, nhất là cái nhà thờ Thái Hà. Thì chiều nay anh em chúng tôi cũng đang định đến đấy để tìm hiểu xem vấn đề họ cầu nguyện cho những bọn dân chủ quậy như thế nào. Thế thì hôm nay thì phải nói dẫn dắt ra từ đầu ấy, thì từ năm 2013-2014 thì đầu tiên lúc đó là Linh Mục Nguyễn Văn Khải thì đã làm ở cái nhà thờ Thái Hà này. Lúc đó là trên chỗ vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì bọn chúng thường thường tụ tập biểu tình chống phá nhà nước ta, và chúng trả tiền cho những người đi biểu tình. Đấy là như vậy, và chúng tôi đã từng theo dõi và chúng tôi biết vấn đề như vậy. Cái thứ hai là sau khi coi như là Ninh Mục Nguyễn Văn Khải không làm nữa thì bắt đầu đến thời Ninh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Thì Nguyễn Ngọc Nam Phong thì đã dẫn dắt con chiên là tranh chấp đất của Thái Hà, ở khu Thái Hà này mấy năm về trước thì mọi người cũng đã nhìn thấy, đã thấy rằng là chính Nguyễn Ngọc Nam Phong là người coi như là dẫn dắt những con chiên ra tranh chấp đất đai của coi như là ở cái khu vực Thái Hà thời gian đó. Thế thì ai cũng có rất bức xúc vấn đề này, và chính những con chiên ở Thái Hà là từ đó là xảy do hai mấy cái linh mục này dẫn dắt thì mới xảy ra những cái chuyện là dân oan rồi dân khiếu kiện này khác. Lúc bấy giờ là tất cả những tổ chức của bọn phản động hải ngoại bấy giờ thì họ bắt đầu có những thời gian để họ coi như vào xâm nhập vào những bọn dân chủ cuội này, họ kích động chống phá, rồi họ trả tiền, họ đã trả tiền cho những thành phần này, và chúng tôi đã rất nhiều lần quay được là chúng chia tiền cho nhau, khi biểu tình xong ở như là vườn hoa Mai Xuân Thưởng hoặc là một số những nơi ở trong cái khu vực Thái Hà. Thế thì bây giờ thì mọi người nhân dân ở trong đất nước Việt Nam chúng tôi rất là bức xúc, chúng tôi đi theo những thành phần này thì chúng tôi tìm hiểu chúng, thì sau mới hiểu ra là chúng là dùng cái bọn hải ngoại này để chúng kiếm tiền. Nói chung là cái một số dân là thấy cái bọn hải ngoại này kiếm tiền nó dễ. Lúc bấy giờ thì nói sự thật mọi người, năm 2013-2014 thì cuộc sống kinh tế vẫn còn khó khăn. Khi những người lao động thường thường chỉ được 100 đến hơn 100.000 trong một ngày, mà chúng có thể sẵn sàng trả tới 300.000 cho những người đi biểu tình chống phá. Đó, chính vì thời gian đó là chúng tôi là những người đi theo sát và chúng tôi biết. Vì vậy cho một số những dân tham là lấy một cái lý do nào đó để coi như là cho là oan, cho là dân oan, dân oan là lấy một cái lý do oan rồi bắt đầu đi kiện cáo rồi biểu tình. Mà trong khi đó, khi được nhà nước người ta giải quyết kiểu gì chúng cũng không nghe, có nghĩa là chúng vẫn không được vừa ý, là chúng chỉ lấy lý do để ra biểu tình chống phá. Có vậy đây là mục đích của bọn chúng là như vậy. Thế thì coi như là chiều hôm nay thì chúng tôi nghe tin là bọn dân chủ này, bọn linh mục ở trong nhà thầy Thái Hà này là đang tụ tập một số con chiên. Chiều nào cũng thế, cái tầm thứ bảy chủ nhật ấy, thì chúng ra đấy cầu nguyện cho cái bọn dân chủ vừa bị bắt. Ví dụ như là Nguyễn Thị Tâm, rồi cha Cấn Thị Thêu và anh em chị Bá Phương đấy, ở trong cái nhà thờ Thái Hà này chúng cầu nguyện là cầu Chúa để phù hộ cho những cái bọn dân chủ. Đấy, thì tôi nghĩ là không biết là Chúa mà sáng suốt thì chắc cũng chẳng bao giờ có nhiều phù hộ cho những cái bọn dân chủ chống phá đất nước này được. Nếu như Chúa sáng suốt mà
Còn nếu như bình thường mà chúng cứ lấy lý do này để chúng lôi kéo một số những người dân khác để ủng hộ cho cái vận dân chủ này. Một số những người dân Thái Hà thì họ là những con chiên, họ thường thường họ nghe Chúa, nghe linh mục họ giảng giải, và họ lấy những người linh mục thì lấy lý do là Chúa cầu nguyện để cho những người dân oan, rồi là dân tù nhân vô lương tâm. Đây là những hành động của bọn chúng ở trong cái khu vực Thái Hà này từ nhiều năm nay rồi. Rất nhiều năm nay chúng hành động những hành xử những cái vấn đề này, và mục tiêu của chúng là muốn lôi kéo một số những người khác. Những người khác là từ có thể là họ chưa chống phá, bây giờ họ lôi kéo trở thành chống phá. Chưa dân oan thì họ lôi kéo trở thành dân oan. Chính những người như Dương Nội, trong Dương Nội hoặc là trong Đồng Tâm là cũng bị cái bọn này chúng nó lôi kéo. Cái bọn là chủ yếu nhà thờ Thái Hà, Hà Nội này, cái khu vực này là một số linh mục Nguyễn Ngọc Lam Phong là người hoạt động mạnh và coi như là mạnh nhất ở vấn đề này. Đấy là Nguyễn Ngọc Lam Phong và một số giáo dân ở đó. Thì có những người, phải nói là rất nhiều những giáo dân họ cũng rất tốt, họ không ủng hộ hội này đâu. Nhưng vì vấn đề là nhà thờ Chúa chiên cho từ đó là họ cũng không nói gì, họ không nói gì. Họ chỉ biết đi cầu nguyện Chúa thôi, họ đi theo thôi. Còn linh mục nói gì thì có những người nghe nhưng có những người không nghe. Một số giáo dân thì họ nghe về những linh mục này. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà nhà thờ mà cầu cho những người, cầu để cầu nguyện cho những người mà phá rối đất nước, phá rối trật tự trị an của đất nước thì tôi nghĩ rằng là chắc rằng là Chúa cũng chẳng ủng hộ cho hội này đâu. Nhưng mà những cái linh mục này họ vẫn lấy lý do đó để kêu gọi một số con chiên cầu nguyện cho cái bọn dân chủ đã từng chống phá biểu tình rồi khắp nơi đi gây làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh ở ngoài đường phố rất nhiều. Ví dụ như Nguyễn Thị Tâm, rồi mẹ con Cấn Thị Thêu bao nhiêu năm nay. Mọi người nhìn thấy là tôi phải thấy rằng là chính những người giáo dân ở khu vực này họ cũng không ủng hộ. Điển hình như là một số những năm trước đấy, là mẹ con Cấn Thị Thêu đi biểu tình. Thực tế là có 7-8 người thôi. Trong đó là đã có 3 mẹ con Cấn Thị Thêu rồi. Đấy, còn kêu được một số những thành phần khác này đi theo họ. Chúng tôi là những người đi theo những cái đoàn biểu tình của họ từ mấy năm trước đến bây giờ. Kể cả là từ năm 2018-2019 là chúng tôi bám sát những đoàn biểu tình này. Thực tế không được bao nhiêu người, có độ vào 7-8 người. Nhiều lắm thì lần nào kêu gọi nhiều lắm thì được hơn chục người. Trong khi đó là chúng vẫn ra giả, chúng biểu tình. Rồi bây giờ chúng tụ tập một số dân oan, có một người ở Quảng Ninh, rồi một người ở tận Long An, rồi một người ở tận Nghệ An hay đâu. Có một số người thì chúng kêu gọi là đây là cái hội dân oan ba miền. Nhưng thực tế mọi người cứ nhìn xem, trong cái nhóm đó thì có một số người xem, đi chỉ đi để xem, chỉ có khoảng chục người. Người ta gọi là cái hội dân oan chúng đó là căng băng dân biểu tình. Và bây giờ nhà nước có giải quyết đi chăng nữa thì chúng cũng không nghe. Giải quyết kiểu gì thì chúng cũng không nghe. Vì chính chúng đã là những người đền bù, được nhận đền bù giá đất của nhà nước rồi. Còn bây giờ chúng kêu oan là chúng muốn đòi thêm. Đấy, đây là mục tiêu của bọn dân oan này, là chúng muốn đòi thêm. Ví dụ như cái đất nông nghiệp người ta bồi thường cho nó khoảng mấy trăm một mét vuông đấy, độ khoảng là 200 triệu một sào, thì chúng muốn là phải đền bồi thường cao hơn cơ. Khi nhà nước thu cái đất đó, có cái giải tỏa cái miếng đất đó thì làm đường làm xá rồi làm những cái công trình hạ tầng cơ sở đầy đủ thì cái miếng đất đó, giá đất đó phải lên cao, và giao cho một số cái doanh nghiệp nào đó chẳng hạn thế, thì doanh nghiệp đó là người ta sử dụng thì cái giá đất nó lên cao, chẳng hạn như là xây nhà cao tầng hay gì đó thì giá đất nó lên cao, thì bọn chúng bắt đầu là ùa theo chúng để đòi tiền giá đất cao hơn. Đây là mục tiêu của bọn chúng. Giả sử nhà nước nào có giải quyết đúng theo luật pháp thì chúng cũng không nghe. Đây là cái mục tiêu của bọn này thế. Chủ yếu chúng chỉ là biểu tình gây nhiễu theo cái bọn phản động, mà mục tiêu của bọn này là do cái bọn ở nước ngoài như bọn Việt Tân hay là một số những cái tổ hội nhóm mà phản động ở nước ngoài chúng đang chỉ đạo. Chúng đang chỉ đạo cái bọn này. Bọn này thì nó phá rối ở rất nhiều nơi rồi. Thực tế nó không bao nhiêu người. Nếu như chúng làm đúng thì khẳng định với mọi người rằng là rất nhiều người sẽ ủng hộ. Ví dụ tôi nói đơn giản mọi người là những năm về trước như năm 2014 ấy, ngay ban đầu thì chính cái bọn những một số người người ta bức xúc về vấn đề cái tàu Hải Dương 8-91 của Trung Quốc đấy thì đến xâm phạm bờ biển Việt Nam, thì rất nhiều những người dân, học sinh, sinh viên xuống biểu tình. Trong lúc đó thì cái bọn này nó lợi dụng cái những hội biểu tình đó để chúng đi chúng phá, chúng kêu gọi đốt phá nhà máy của Trung Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi kể cả của Singapore nữa. Sau cái đợt coi như là biểu tình đó thì nhà nước ta phải bỏ tiền ra bồi thường rất là nhiều. Mà tiền đó là tiền của nhân dân chúng ta. Cái tiền nhà nước bỏ ra bồi thường là tiền của người dân. Nếu như không phải bồi thường, rõ ràng cái tiền đó phục vụ cho người dân thì rõ ràng nó phải hơn. Nhưng mà chúng nó lại dùng cái hành động là kêu gọi một số những phần tử là vào để lợi dụng biểu tình, những người dân dùng biểu tình đốt phá. Sau khi đốt phá nhiều quá thì nhà nước ta mới dẹp bỏ đi, dẹp bỏ vấn đề này, dẹp bỏ vấn đề biểu tình. Và đến năm 2018 cũng vậy thôi. Một số những thành phần phản động này họ lợi dụng vào những cái cuộc biểu tình để họ kêu gọi chống phá. Người dân chúng ta ai cũng biết vấn đề này. Nếu như chúng ta theo dõi thì ai cũng biết vấn đề này rồi. Đây là một số những phần tử, tôi cho là cái bọn phản động đứng đằng sau, xúi dục một số người, ví dụ như Nguyễn Thị Tâm, là chăn dắt những bọn dân oan. Bây giờ Nguyễn Thị Tâm đi tù rồi thì chính coi như là hiện tại bây giờ thì tôi thấy là có một số người đứng đằng sau, chẳng hạn như là Trịnh Bá Khiêm là chồng của Cấn Thị Thêu đấy, và bố của Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương đấy, là hiện tại bây giờ là dẫn dắt những cái bọn dân oan đi khắp nơi, và khi hô cái gì thì mọi người xem những cái clip của Trịnh Bá Khiêm là thế này. Trước khi nói cái gì, làm cái gì thì Trịnh Bá Khiêm xúi người dân nói như thế và làm như thế. Đấy, mọi người nhìn thấy những clip của chính Trịnh Bá Khiêm đã đưa lên. Tôi đã theo dõi những cái vấn đề này rồi. Trước khi coi như là hô đả đảo coi như là cướp đất thì Trịnh Bá Khiêm này nói trước là đây, nhưng mọi người phải chuẩn bị nhá. Nghe hô là đả đảo cướp đất thì là bắt đầu là bọn bắt đầu lại mới hô là đả được cướp đất chẳng hạn như vậy. Đây là một cái thành phần không, Trịnh Bá Khiêm bây giờ nổi lên không khác gì như là Trịnh Bá Tư hoặc Cấn Thị Thêu trước đây khi chưa bị bắt. Và không khác gì như Tâm Dương Nội đã bị bắt trước khi bị bắt. Tâm Dương Nội và Cấn Thị Thêu là dẫn dắt, chăn dắt cái bọn dân oan này. Khi bọn dân oan bị công an ra dẹp những cái bạc chẳng hạn thế, hay là những cái vứt bừa bãi ra nằm ở ngoài vỉa hè, nằm gây rối trật tự, thì chính Nguyễn Thị Tâm lại là những người mua bạc, phát gạo, phát mì tôm, phát rau cỏ, phát thức ăn cho những cái hội dân oan này. Thế tôi hỏi mọi người rằng là Nguyễn Thị Tâm lấy tiền ở đâu ra mua? Không nhẽ Nguyễn Thị Tâm có nhiều tiền để nuôi một số những bọn dân oan như vậy, một số những bọn dân oan như vậy mà để là đi đòi hỏi, đi biểu tình đòi hỏi như vậy, thì Nguyễn Thị Tâm lấy tiền đâu ra? Đấy, mọi người tự hiểu thôi. Chứ bây giờ mà bảo cái bằng chứng mà nó nhận ở nước ngoài thì tôi thì không có được cái vấn đề đó. Nhưng mà phải khẳng định rằng là không ai có tiền mà tự nhiên mang tiền nhà mình ra để mua bạc này, rồi mua gạo này, mua rau, mua thực phẩm, mua mọi thứ, rồi còn phát tiền cho bọn dân oan nữa. Đấy, phát tiền có những lúc là ủng hộ gia đình nhà nọ nhà kia này, rồi nằm ở ngoài đường thì bị cái bọn trộm cắp nó đến, nó lấy trộm mất điện thoại chẳng hạn, thì lại cho tiền để mua điện thoại này. Thế tôi hỏi là Nguyễn Thị Tâm lấy tiền đâu ra mua? Mọi người xem những cái clip mà chính cái bọn này nó cũng quay lên cơ. Nó quay lên cho mọi người thấy rằng đấy, nó ủng hộ người này từng này tiền để mua cái điện thoại này, rồi nhà này bị cái gì nó ủng hộ từng này tiền này. Đấy, ví dụ thế thì tôi hỏi rằng là Nguyễn Thị Tâm có bỏ tiền của gia đình nhà mình ra để cho những người biểu tình ở ngoài đường phố bao nhiêu năm nay không? Đấy, và Nguyễn Thị Tâm không làm cái gì cả thì lấy tiền ở đâu ra để cho bọn này? Đấy, và trong khi đó là ví dụ như gia đình nhà Cấn Thị Thêu thì mọi người cũng biết, ngoài cái nhà ở Dương Nội ra, chúng còn một cái trang trại mà chính đây mọi người nhìn thấy ở trên Hòa Bình, thì ai quay lên ai cũng biết rồi, trang trại này trồng cây trái. Bây giờ vợ con bị bắt đi tù rồi, còn một mình Trịnh Bá Khiêm thì cũng một mình làm mà tưới tắm cái vườn cây thì cũng khó khăn. Thế bây giờ phải thuê người. Thế thuê người thì Trịnh Bá Khiêm lấy tiền đâu để làm? Ví dụ thế. Và suốt ngày đi biểu tình ra ngoài, rồi nhập vào cái hội dân oan để đi kêu gọi đòi hỏi coi như là thả Nguyễn Thị Tâm mới nị thả coi như là mẹ con Cấn Thị Thêu. Thế thì tôi hỏi mọi người rằng có ai được như vậy không? Có ai làm được như vậy không? Nếu không có cái như tổ chức gửi tiền. Và còn một cái vấn đề này nữa thì ngày 30 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 vừa qua thì chúng tôi thấy cái linh mục của Pedro Nguyễn Kim Phùng này thì cầm đầu một số người khoảng tầm 40 người
là đi từ nhà thờ Thái Hà và đến đến tượng đài Lý Tổ Bờ Hồ Hà Nội, và chúng lấy cái keo treo cái băng rôn và khẩu hiệu là bảo vệ cái sự sống và chống phan nạo phá thai đấy. Và theo ra tôi hiểu đây là cái sự thật là đây họ đang vi phạm cái nghị định 38 CP của chính phủ. Thế thì chúng lấy cái lý do này để chúng mục tiêu là chúng chống phá và đi thăm dò cho những lần sau. Đây theo tôi nghĩ là như thế. Thế thì trong đây chúng tôi có nhận ra được một số những cái thành phần như là Thảo này là con gái của Mai Xuân Dũng. Đấy, tôi cứ nói tên cô là cô Thảo, tôi không nhớ là như con gái của Mai Xuân Dũng, Mai Xuân Thảo thì phải. Thì con gái của Mai Xuân Dũng thì chính cái Mai Xuân Dũng này là một tên ngày xưa tôi thấy là chính bọn Mai Xuân Dũng chửi cái bọn coi như là dân oan và tố cáo bọn dân oan là đã từng ăn chặn tiền của hải ngoại gửi về. À, đây là cái bọn mục tiêu của chúng là chúng chống phá nhau vấn đề đó. Thế thì chính cái bọn này là chính chúng là những người ở hải ngoại gửi về thì chúng lại ăn chặn tiền của nhau và chúng lại tự tố cáo nhau và tự chửi nhau. Đây là cái bọn này như thế. Chúng chia thành nhiều phe nhóm, những phe nhóm nọ tố cáo phe nhóm kia và đã từng chửi nhau về vấn đề này rồi. Và mọi người đã từng xem trên mạng thì cũng đã biết vấn đề này. Còn một cái vấn đề nữa là tôi nghĩ rằng là cái bọn này là theo như tôi nhận định thế này, cái ổ nhóm Thái Hà ở Hà Nội này là một ổ nhóm phản động. Đấy là theo như tôi suy nghĩ như thế. Ổ nhóm ở Thái Hà này do dẫn dắt của một số linh mục và một số thành phần dân chủ thì đây theo tôi nghĩ đây là một cái ổ nhóm của phản động. Đấy là theo ý tôi nói là như thế. À, còn mọi người đánh giá là sao thì tùy theo xem xét của mọi người. Vâng, cảm ơn anh Trình Siêu. Trước khi dừng video này, Bảo Trâm xin đính chính hoặc bổ sung thêm một số thông tin. Tức là Pedro Nguyễn Kim Phùng thì dẫn theo một đoàn khoảng 40 người lên tuần hành chung quanh khu vực tượng đài Lý Tổ và Hồ Gươm. Trong đó là những người này mang danh là chống tạo phá thai, bảo vệ sự sống. Nhưng mà việc họ tụ tập trên 20 người trở lên thì đã vi phạm nghị định 38CP chính phủ rồi. Và có một chi tiết này anh Siêu cũng đã cung cấp cho chúng ta, tức là cô Thảo mà anh Siêu nói chính là Thảo Teresa, một tín đồ Công giáo Toàn Tòng, và bố cô ta là Mai Xuân Dũng, từng là giữ chức vụ là trưởng nhóm cứu lấy dân oan, chuyên nhận tiền của đám Ba Sọc bên hải ngoại gửi về. Sau đó thì Mai Xuân Dũng bị Trương Văn Dũng là cùng nhóm tố cáo lán chặn, và Trương Văn Dũng ly khai khỏi cái nhóm cứu trợ dân oan và lập một nhóm là cứu trợ dân oan. Sau đó cả hai nhóm này đều bị một cái vị sư mà người ta hay gặp phát tiền mà ở trên đi biểu tình là sư Thích Đàm Thoa, tên thật là Đào Thị Hà, quê Võ Bắc Linh, tố cáo ở trên sóng Viết Gìn là chính kể cả hai vị này đều ăn chặn tiền của ông Trịnh Du, một Việt kiều chủ tiệm nail California gửi tiền về. Vâng, thưa vị các bạn, qua lời chia sẻ của anh Trần Siêu, chúng ta hiểu rõ hơn về bộ mặt và bản chất chống phá của nhà thờ Thái Hà. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.